Hôm qua, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại tư dinh của nhà lãnh đạo Mỹ. Trong cuộc trao đổi kéo dài 3 giờ đồng hồ, thì hai bên đã thảo luận một loạt các vấn đề song phương và đa phương, trong đó có việc Canada sẽ chủ trì hội nghị G7 vào năm tới. Phát biểu sau cuộc gặp, Thủ tướng Trudeau cho hay đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, thì Thủ tướng Canada khẳng định là sẽ giải quyết vấn đề thuế quan đối với Mỹ khi mà đề xuất tăng thuế đối với hàng hóa từ Canada vào Mỹ, theo đề xuất của ông Trump, sẽ không chỉ gây hại cho người dân Canada mà còn với cả người dân Mỹ và gây tổn hại cho các ngành công nghiệp cũng như là doanh nghiệp của Mỹ. Về phần mình, trong một đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump cho biết đã có một cuộc gặp rất hiệu quả với Thủ tướng Canada. Trong đó, thì hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến biên giới, cũng như là một loạt những chủ đề khác như là thương mại và năng lượng mà đòi hỏi hai nước sẽ phải cùng nhau phối hợp để giải quyết. Vào hôm ngày 25 tháng 11, thì Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố là sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa Canada và Mexico, cũng như là bổ sung thêm 10% thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc. Các nguồn tin chính phủ Canada cho biết, nước này hiện cân nhắc khả năng áp thuế trả đũa đối với Mỹ. Theo kế hoạch, thì ông Trump sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới đây.